sau 3 năm mà mình hoạt động nghệ thuật trong cái ngành là Beauty Queen, đặc biệt là năm nay mình mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2023. Hậu cung nếu nói về diện mạo thì cô là nhất, ai dám nhìn với cô? Thì đây là tất cả những gì mà mình đã đạt được. Em bớt khoan, em bớt nhẹ nhẹ ba cái kim cương chị nó mớp. Trời ơi, bán cái hộp nhựa đó em, cái dễ mớp lắm nha. Này hàng riêu nè, bên kia pha kê. Đây là hàng thiệt nè. Hàng này hàng thiệt nè, ok, hàng thiệt. Trời ơi. Trời ơi, Dương miệng này chị tự mua. Trời. Tách chị tự đặt, người ta in. Nguyên tưởng chứ 700 mấy là cái này có 240 à. Cái này có 240 à. Trời ơi. Bữa kêu nó sale 70 nó không sale luôn em. Làm sao vậy? Ai mà sale được cỡ đó, tao đem 700 sao tao sale 70 được. Thôi kệ đi, thông cảm đi mà. Dạ hôm nay chị làm tóc nè, chị có đội được như vậy đó. Trời ơi, chị đội cái nồi còn được hả em? Nói gì ba cái dương miệng này. Trời ghê chưa? Anh kẹp lại lỡ. Ủa quay gì vậy? Lại là ở, ở dưới đi lên đi cách quốc qua hậu cái xong rồi tạo dáng. Rồi trong đây đi ra. Có đeo sáng không? Rồi đúng rồi, tạo dáng. Tạo dáng. Bay bay như con ma vậy. Rồi, lui. Làm lại. Trời ơi, cứu tôi. Việt Nam 2023 là Su Su. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thực tế là 2 1 đi. Từ. Chơi luôn. Trời ơi, trời. Xem mặt lại. Rồi. Rồi, máy chạy. 3 2 1 action. Lúc ta nè, đó, ghê chưa? Lần nữa, đó. Lần nữa, đó. Nhớ được rồi. Ấn tống cái nè. Sớm gì vậy em ơi? Thôi không khác gì một con ma luôn á. Hết rồi. Quá hậu mà đeo vàng cái gì? Đây là đeo bạch kim hả? Lam lấy kim cương cho chị Lam. Bổn cung là Hoàng Quý Phi, quản lý lục cung. Nữ hổ Lộc Thị cũng không thể sánh bằng. Cái này là hoàn toàn không mừng, cái này là tài sản. Sau 3 năm mà mình hoạt động nghệ thuật trong cái ngành là Beauty Queen, đặc biệt là năm nay mình mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2023. Hậu cung nếu nói về diện mạo thì cô là nhất, ai dám nhìn với cô? Thì đây là tất cả những gì mà mình đã đạt được. Em bóp khoan, em bóp nhẹ nhẹ ba cái kim cương chị nó mớp. Trời ơi, bán cái hộp nhựa đó em, cái dễ mớp lắm nha. Giờ tôi hỏi ngược lại chương trình nè, mọi người thấy cái xu đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đồng lọt nha, đẹp không? Đẹp. Trời ơi, chương trình rất là thật lòng quá. Mọi người giống như trời ơi thiệt, ăn chay niệm Phật. Thấy Su Su hay nói xấu chương trình á, có sợ bị cắt vai không? Ủa mấy cái đoạn chị nói xấu mà em lên hết, mấy cái đó lên hết một tập riêng luôn. Không còn tương lai nữa nha. Tao thấy rồi sao mấy số sau tao mời tao? Thì đó, ai biểu mình nói. Không phải,
mấy lúc đó chị bị nhập. Chị bị nhập. Ai dựa chị, không phải chị đâu. Giờ nghe tôi nói lại nè, hôm qua là giống như mình trong rừng á, đôi khi là dông dí vô tôi không biết à, còn bây giờ là những chia sẻ thật tình. Chương trình của chúng ta là một cái chương trình rất là nhân văn, nhân đạo, ý nghĩa, thiết thực, vui vẻ, hề hước. Nói chung là mọi thứ nó đều chỉnh chu rất ok. Đó là cái lời thật lòng đó, thì tự tâm can móc ra cho nó nói nó nghẹn. Hoa hậu Việt Nam 2023 là Su Su. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Hello. Competition là gì? I go to compete. Ngu lắm. Yeah. Đừng có nói như thế. Nói nè, in marathon. Chưa tìm ra nữa nè. Chắc chưa nè, nè, em nói nghe nha. Sai cũng được nữa. Đi. Đi quát chơi. Sao mà ngoại vũ quá vậy? Đó. Những chén thốt nốt này đi ba lúa hồng thu hết cây ký ức này ta thôi không sao các anh cũng như vậy mà trái phòng cháy chữa cháy. Em đi chơi thuyền trong rừng chăm trà sư, chim kêu hót mừng chào đón anh em mình. Đi xuống đây nè, đi xuống đây nè bé. Bé cái gì đó? Trời ơi, cái gì đó bây giờ phải trời ơi! Ngoại mà lỗi anh ngoại nè, tao là ngoại thiệt. Trời đất quý vị, người ta nói á là châu bò hút nhau. Người khôn hưởng lợi đấy. Giòn nè, chưa nhịp chưa? Bột nem vô. Miếng bột ngọt. Bột ngọt hết rồi. Vô đi mấy chị ơi. 30 càng một tô, 30 càng một tô. Chị không, không có mắm thôi. Không ăn bún cá luôn chị ơi. Đây mình ăn bún mắm thôi, không ăn bún cá luôn. Quẹo trái, dừng xe lại. Dừng trời xe. Trời ơi, trời ơi. Mày lại. Anh ơi, dừng xe. Ủa, gì vậy? Xe anh ơi, dừng xe lại.